là người trả lời sau khi 110 cùng chơi chúng ta lựa chọn trả lời những phương án trong khoảng thời gian 6 giây thôi. Bạn có nhiều thời gian hơn như vậy và đồng thời thì có về mình ngay lập tức 3 quyền trợ giúp từ chương trình. Đó là tin người chơi, khảo sát người chơi hoặc hỏi người chơi, bạn có thể dùng bất cứ lúc nào. Ngoài ra nếu mà quá áp lực thì chúng ta có thể dừng chương trình để chúng ta nhận số tiền thưởng nhất định để trở về. Hy vọng ngày hôm nay thì bạn sẽ thành công. Bây giờ thì bạn sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta bắt đầu cuộc đấu của người chơi chính và 110 cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau: các loài động vật nạp năng lượng từ các nguồn nào sau đây? A. Động vật. B. Thực vật. Hay C. Cả hai loại trên. 110 cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là 110 cùng chơi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa ra câu trả lời. Người chơi chính chúng ta đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Và bây giờ thì công việc chúng ta rất đơn giản thôi, chờ xem sự lựa chọn ấy có chính xác hay không. Đưa ra là câu trả lời đúng. Chúc mừng bạn. Chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì đơn giản là có những loài động vật thì nó ăn thịt, còn có những loài động vật thì nó ăn thực vật, và có những loài thì ăn cả thịt lẫn thực vật nữa. Câu trả lời rất là đơn giản. Những người cùng chơi, có vẻ như quý vị đang thi đấu rất là tốt. Hãy chờ xem là họ thi đấu như thế nào. Trả lời sai và 92 người trả lời đúng ở câu hỏi này. Bây giờ là quyết định của bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 92 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau: loài động vật nào sau đây xác định đường bay bằng sóng siêu âm? A. Rơi. B. Bướm. Hay C. Cả hai. 92 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là những đối thủ chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Với chương trình chúng ta đã đưa ra sự lựa chọn của mình rất nhanh thôi, và chúng ta chờ xem đáp án chính xác từ chương trình là gì. Phương án A là câu trả lời đúng. Chúc mừng bạn. Loài rơi khi bay thì nó phát ra sóng siêu âm, và cái sóng siêu âm ấy thì chỉ có tai con rơi nó mới nghe được mà thôi. Gặp cái vật cản thì cái sóng siêu âm nó dội về, và cái loài rơi nó nghe thấy nó sẽ điều chỉnh cái đường bay của nó để tránh tất cả những vật cản. Còn con bướm thì không. Bây giờ thì người chơi chính chúng ta biết chắc rằng là bạn đã vượt qua câu hỏi này. Hãy chờ xem là trong số những người cùng chơi chúng ta liệu có ai sơ sẩy ở câu hỏi này. Bạn có 500.000 đồng tiền thưởng cho ban tổ chức ở đấu trường 100. Bạn nhận được mức thưởng là 1.000.000 đồng. Hai triệu đồng là mức thưởng dành cho bạn. Bạn nhận được mình mức thưởng là 3.000.000 đồng. Bạn có 5.000.000 đồng từ ban tổ chức của chương trình đấu trường 100. Bạn có 10.000.000 đồng tiền thưởng từ ban tổ chức của đấu trường 100. Bạn có 15.000.000 đồng
đang tiền thưởng cho ban tổ chức ở đấu trường 100. Và bạn có 20 triệu đồng tiền thưởng từ ban tổ chức của đấu trường 100. 18 người trả lời đúng. Và quyết định của bạn ở thời điểm này sẽ là nhận 20 triệu hay đấu tiếp. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 18 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Nước Tây Ban Nha được coi là quê hương của nhạc cụ nào? A. Guitar. B. Violin. Hay C. Piano. 18 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Bây giờ là quyết định của bạn. Người chơi chính chúng ta đã lựa chọn phương án A là câu trả lời. Và đáp án từ chương trình chúng ta sẽ cùng chờ xem. Phương án A là câu trả lời đúng. Chúc mừng bạn. Tuy là đàn guitar được nhập vào châu Âu từ thế kỷ thứ 8 và phát triển mạnh từ thế kỷ thứ 14, nhưng mà Tây Ban Nha đã góp sức nâng cấp cái đàn guitar này. Và Tây Ban Nha được coi như là cái quê hương của cái cây đàn guitar. Những người cùng chơi, có vẻ như quý vị đang thi đấu rất là tốt. Hãy chờ xem là họ thi đấu như thế nào. Như vậy là có 7 người trả lời sai. À, có 11 người trả lời đúng câu hỏi này. Bây giờ là quyết định của bạn. Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 11 người cùng chơi. Câu hỏi số 4. Loài động vật nào có thể tự tiết ra chất nhờn để bảo vệ lớp da của nó? A. Hải cẩu. B. Hà mã. Hay C. Cá heo. Xin mời 11 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là những người chơi của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Người chơi chính chúng ta đã đưa ra sự lựa chọn của mình rất nhanh thôi. Và chúng ta chờ xem đáp án chính xác từ chương trình là gì. Đó là phương án B. Chúc mừng bạn. Ê, con hà mã thì nó có thể tự tiết ra chất nhờn để bảo vệ lớp da của nó. Và cái chất nhờn thì nó bảo vệ da con hà mã dưới tác động của tia tử ngoại và khử trùng cho da của nó. Bây giờ thì người chơi chính chúng ta biết chắc rằng là bạn đã vượt qua câu hỏi này. Hãy chờ xem là trong số những người cùng chơi chúng ta liệu có ai sơ sẩy ở câu hỏi này. Bạn có 4 triệu đồng tiền thưởng. Như vậy là có 1 người trả lời sai, 10 người trả lời đúng. Bạn đã thi đấu rất là nỗ lực rồi. Và quyết định của bạn thời điểm này sẽ là đấu tiếp hay nhận 40 triệu đồng tiền thưởng. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 10 người cùng chơi. Câu hỏi số 5. Vườn chim Vàm Hồ, một địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng thuộc
tỉnh nào dưới đây? A. Tiền Giang. B. Bến Tre. Hay C. Bạc Liêu? 10 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là những người chơi của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Quyền tin người chơi. Vậy thì chúng ta cùng chờ xem là đa phần những người cùng chơi trong chương trình ngày hôm nay lựa chọn phương án nào trong ba phương án này là câu trả lời của mình. Và bây giờ thì công việc chúng ta rất đơn giản thôi, chờ xem sự lựa chọn ấy có chính xác hay không. Vâng, phương án B là câu trả lời đúng. Vườn chim Vàm Hồ á, rộng 68 hecta. Dạ. Với khoảng 84 loài chim. Và đây chính là một địa điểm tham quan du lịch rất nổi tiếng thuộc huyện Ba Chi của tỉnh Bến Tre. Bây giờ thì người chơi chính chúng ta biết chắc rằng là bạn đã vượt qua câu hỏi này. Hãy chờ xem là trong số những người cùng chơi chúng ta liệu có ai sơ sẩy ở câu hỏi này. Có 4 người trả lời sai và 6 người trả lời đúng. Chúng ta chờ xem quyết định của bạn sẽ là. Chúng ta tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 6 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Lãnh thổ Nhật Bản có mấy đảo chính? A. 4 đảo. B. 5 đảo. Hay C. 6 đảo? 6 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Vậy là những người cùng chơi chúng ta đã trả lời xong rồi câu hỏi này. Người chơi chính chúng ta đã lựa chọn phương án A là câu trả lời. Và đáp án từ chương trình chúng ta sẽ cùng chờ xem. Phương án A là câu trả lời đúng. Chúc mừng bạn. Lãnh thổ của Nhật Bản thì có rất nhiều đảo, nhưng có 4 đảo chính, và đó là Hokkaido, Honshu, Kyushu và Shikoku. Những người cùng chơi, có vẻ như quý vị đang thi đấu rất là tốt. Hãy chờ xem là họ thi đấu như thế nào. Có 2 người trả lời sai. Chỉ còn lại có 4 người trả lời đúng mà thôi. Bây giờ là quyết định của bạn. Chúng ta tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 4 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Trái cây nào sau đây mà mọi bộ phận của nó đều được sử dụng? A. Trái cacao. B. Trái dừa. Hay C. Trái cà phê? 4 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là những người chơi của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng ta chờ xem quyết định của bạn sẽ là. Người chơi chính chúng ta đã đưa ra câu trả lời và đáp án từ chương trình. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Đó là phương án B.
này. Chúc mừng bạn. Mọi cái bộ phận của cái trái dừa này đều có thể sử dụng được. Vỏ dừa thì để làm sơ này, đúng không ạ? À, hoặc là làm thảm, làm nệm. Đấy, đúng không ạ? Và những người cùng chơi, có vẻ như quý vị đang thi đấu rất là tốt. Hãy chờ xem là họ thi đấu như thế nào. Như vậy là có một người trả lời sai. Chỉ có ba người trả lời đúng mà thôi. Chúng tôi chúc mừng ba người trả lời đúng. Chúng ta chờ xem quyết định của bạn sẽ là. Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và ba người cùng chơi. Câu hỏi số 8 bắt đầu. Trên thực tế có mấy loại chất béo mang tên axit omega? A 2, B 3 hay C 4? Những người cùng chơi xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là những người cùng chơi chúng ta đã trả lời xong rồi câu hỏi này. Quyền khảo sát người chơi và đáp án bạn muốn khảo sát đó là đáp án nào? Chương trình chúng ta đã đưa ra sự lựa chọn của mình rất nhanh thôi. Và chúng ta chờ xem đáp án chính xác từ chương trình là gì. Vâng, phương án B là câu trả lời đúng. Trên thực tế thì có 3 loại chất béo cùng mang tên omega. Chỉ có phân biệt ở cái con số sau của nó thôi. Đó là axit omega 3 thì có nhiều trong dầu cá này. Dạ. Acid omega 6 thì có nhiều trong dầu thực vật. Và acid omega 9 thì có tên là acid oleic ấy, thì là nó có 3 loại. Cơ bản là như vậy. Những người cùng chơi, có vẻ như quý vị đang thi đấu rất là tốt. Hãy chờ xem là họ thi đấu như thế nào. Như vậy là có một người trả lời sai. Chúng ta chờ xem quyết định của bạn sẽ là. Câu hỏi số 9. Ngoài khả năng bay bình thường như các chim khác, chim ruồi, chim ong còn có thể bay thế nào? A. Bay đứng tại chỗ. B. Bay lùi. Hay C. Cả hai cách nói trên. Những người cùng chơi xin mời trả lời câu hỏi. Bây giờ là quyết định của bạn. Quyền hỏi người chơi. Chúng ta sẽ lựa chọn ra hai người cùng chơi. Một trong số họ sẽ có câu trả lời đúng. Tất nhiên là chúng ta không biết là ai cả. Và chúng ta chờ xem hai người được lựa chọn là ai. Em xin trợ giúp cho người chơi trả lời câu hỏi đó là phương án B ạ. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án C. Cho dù rất băn khoăn nhưng mà cuối cùng thì người chơi chính chúng ta cũng đã quyết định đưa ra sự lựa chọn của mình. Phương án B là câu trả lời. Và đáp án từ chương trình chúng ta sẽ cùng chờ xem. Cái con chim ruồi hay là còn gọi là con chim ong này thì nó nhỏ lắm và nó chỉ cỡ bằng cái ngón tay cái của chúng ta thôi. Dạ. Và
chúng có khả năng là bay đứng tại chỗ cũng như là bay lùi, thì nó giúp cho cái con chim ruồi này nó có thể hút được mật hoa. Và có thông tin thêm là cái loài chim này thì nó xuất hiện rất nhiều tại Cuba.